Anh nói là dùng thuốc thì ông ta sẽ khuất phục, phải có tác dụng rồi chứ. Tiêm thêm liều nữa đi, tiêm thêm thì ông ta sẽ chết. Tôi không quan tâm, làm đi. Sammy, ta không thể tiếp tục làm thế mãi. Nếu ông ta không đọc bài phát biểu, ta phải tìm cách khác. Ông ta sẽ phải khuất phục. Tôi biết ông ta mạnh hơn chúng ta tưởng. Ta cần chấp nhận điều đó. Thôi đi. Chuẩn bị đường truyền internet. Tìm với ông rồi. Anh định làm gì? Ông ta sẽ nói với ta về suy nghĩ tội ác của mình. Và ta tiến hành xử tội ông ta. Đấy, bày đấy. Vào bày nhá. Thưa Tổng thống, có tin từ CPU. Tổng thống đã sao là kẻ Hàn Quốc. Ông ta tin rằng chúng ta phải đầu hàng những kẻ ngoại đạo đã suýt biến chúng ta thành nô lệ. Kéo theo sau đó là hàng loạt tội ác của ông ta. Ông nói à? Ông nói. Đã sao đã tra tấn và đường tay sai đến bắt mấy vị mỏi chưa? Mỏi lắm. Ông mỏi lắm. Mỏi lắm. Mỏi lắm. Mỏi đi chơi lắm. Tiếp tục ngồi đi để ông đi đủ. Ông đi đủ. Vâng, nhiệt độ ánh sáng là khoảng 5600 độ cao. Đó là tòa nhà đang nam nói, nơi họ đang giữ hát sang. Dựa trên góc của bóng hát thì thấy họ đang ở căn hộ ta ra hướng đông. Dựa vào chiều cao của các tòa nhà sâu tâm, họ đang ở tầng 4. Máy bay không người lái đã vào vị trí, có hai tên canh gác trên sân thượng. Ôi, hắn đang đọc danh sách cán bộ của Hassan ngay khi đọc xong.